cũng là một cái món nhanh mà ngon. Nấm đùi gà thì dai, cái nấm kim châm thì giòn, và đặc biệt mùi thơm thì đến từ nấm hương. Gà hấp, nấm rơm vừng và mút hương, gỏi xoài khô mực, thịt ba rọi khìa nước dừa. Ngon nhưng không mất thời gian phải nấu nhiều. Ăn cơm trắng mà ăn với cái này là ăn hoài luôn. Rất là ngon luôn, rất là đậm đà luôn. Ngồi đảo á. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.